Xin chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người quay trở lại cùng em Kiên. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu với mọi người những sản phẩm sofa đã được hoàn thiện, xong xuôi và chuẩn bị bàn giao tới tay khách hàng. Mẫu sofa được sản xuất với cái chất liệu là gỗ sồi. Và đặc biệt thì mẫu sofa ngày hôm nay em giới thiệu với mọi người sẽ có một vài những cái đặc điểm rất là thú vị. Nó sẽ rất phù hợp để bố trí ở trong những không gian phòng khách có cái diện tích nó không được quá rộng lớn. Và đặc biệt thì tất cả những cái thành phần của sofa đều có diện tích ngồi, diện tích sử dụng một cách rất là dư giả dành cho rất nhiều người sử dụng. Bộ sofa hôm nay em giới thiệu là cái mẫu chân thuyền rất quen thuộc rồi. Chắc là mọi người cũng xem nhiều cái mẫu chân thuyền này rồi. Đây là một trong những cái mẫu sofa mà em giới thiệu rất nhiều, bàn giao rất là nhiều quý anh chị khách hàng ưa thích và quan tâm. Bởi vì nó có khá là nhiều những cái ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên nó mang đến đó chính là cái sự nhấn nhá cách điệu trong thiết kế. Nó đem đến một cái nhìn nó nhẹ nhàng, nó nhấn nhá rất là hoàn hảo. Ưu điểm thứ hai là cái kiểu chân thuyền này cũng là một trong những cái kiểu sofa nó có cái hệ vai kép. Nó đem đến một cái mức độ cứng vững rất là cao dành cho tổng thể bộ sofa. Và chắc chắn là cái kiểu kết cấu như thế này nó sẽ đem đến cho bộ sofa một cái độ bền rất là lâu dài trong quãng thời gian sử dụng. Thêm một ưu điểm nữa đó chính là tất cả những cái chi tiết của sofa đều được bo tròn. Mọi người có thể thấy là từ bệ tùy tay này, phần bệ ngồi này, đó, đến phần chân, cả bàn trà nữa. Tất cả những chi tiết đều được bo tròn một cách rất mềm mại. Nó vừa đem đến một cái nhìn nhẹ nhàng, mềm mại và tinh tế. Hơn nữa thì trong quá trình sử dụng, khi mà mọi người tiếp xúc va chạm với những cái điểm cong, những cái điểm bo tròn rất là mạnh như thế này, sẽ đem đến một cái mức độ dễ chịu vô cùng tuyệt vời. Rồi, tại sao em Kiên nói rằng là bộ sofa này sẽ rất phù hợp để bố trí trong những không gian phòng khách nhỏ? Tại vì những cái thành phần cấu tạo lên bộ sofa này đều có một cái kích thước rất là vừa phải, với hai cái văng dài được đặt đối nhau và có cái chiều dài tổng thể là 2m30, nhưng lại được bố trí tới 3 đệm ngồi. Thông thường thì những cái văng 3 đệm của em Kiên nó sẽ có một cái cấu hình về chỗ ngồi tối thiểu là 3m60. Đó. Thế nhưng mà hai cái phần văng này thì lại có 3 chỗ ngồi rộng rãi nhưng lại chỉ có chiều dài là 2m30. Mọi người có để ý rằng là một cái phần văng thì nó bị thiếu vắng đi cái phần táp ngăn kéo không? Đây, thông thường thì táp ngăn kéo nó sẽ ở ngay đây. Và cái phần táp ngăn kéo nó có một cái ưu điểm rất tuyệt vời, đó chính là mọi người sẽ có một cái điểm nhấn nhá rất thú vị trên sản phẩm sofa. Hơn nữa thì nó có thêm những cái không gian chứa đồ ở những cái phần kín, giúp tạo nên công năng sử dụng rất tuyệt vời. Thế nhưng nó lại có một cái nhược điểm vô cùng là cố hữu, đó chính là nó cũng vô tình làm cho cái phần sofa nó chiếm thêm những cái diện tích ở trong không gian phòng khách. Bởi vì để bố trí một cái phần văng có đầy đủ cả táp ngăn kéo, cả bệ tùy tay và bố trí được 3 đệm thì mọi người cần một cái chiều dài tối thiểu lên tới 2m60 cơ. Tuy nhiên thì khi mà lược bỏ cái phần táp ngăn kéo thì mọi người hoàn toàn có thể bố trí một cái phần văng 3 đệm mà chỉ cần 2m20 cho đến 2m30 là đủ. Đó chính là cái cấu hình của cái bộ sofa này. Nó sẽ phù hợp với những không gian phòng khách có diện tích 16, 17, thậm chí là 18 và 20m2 thôi. Nó rất là đa dụng và cực kỳ là tiện dụng dành cho tất cả quý anh chị khách hàng với những nhu cầu khác nhau. Rồi mình sẽ có thêm một cái phần văng. Phần văng được đặt ở cuối đáy chữ U đây, cũng được bố trí lược bỏ đi cái phần đệm ngồi. Và cái chiều dài chỉ là 1m50 thôi, nhưng mà cũng được bố trí tới 2 đệm. Thông thường thì nếu có ngăn kéo thì cái phần văng này sẽ chỉ được bố trí một đệm ngồi thôi, với cái chiều dài là 1m50 này. Thế tuy nhiên thì khi mà lược bỏ đi ngăn kéo thì mọi người có tới hai văng, hai cái phần đệm ngồi rất là thoải mái đây, và ngồi thì cũng rất là thư thái. Một cái bộ sofa nếu như mà lược bỏ đi táp ngăn kéo thì nó mất đi cái điểm nhấn, những cái điểm nhấn nó gần như là cuốn hút của bộ sofa, nhưng nó cũng đem đến một cái vẻ đẹp nó vô cùng là nhẹ nhàng và nó sẽ rất phù hợp với những bác mà sử dụng phòng khách ưu tiên cái không gian xung quanh hoặc có không gian phòng khách nhỏ. Rồi mình sẽ có thêm hai bàn kẹp góc được đặt ở hai bên, nhưng mà em Kiên sẽ bố trí đặt lệch một bàn kẹp góc kết hợp với cả một cái bức tượng trang trí mà em Kiên đang decor ở đây. Và một bên thì mình sẽ sử dụng một cái chậu cây cảnh. Đó, một cái chậu cây như thế này nó cũng sẽ đem đến cho không gian phòng khách một cái chút không khí tươi mới và rất là nhẹ nhàng. Rồi mình có bàn trà được đặt ở trung tâm với chiều dài là 1m40 nhân cho chiều rộng 80cm. Và những cái thiếu sót của phần táp ngăn kéo bị mất đi công năng sử dụng thì mọi người hoàn toàn có thể dồn vào những cái phần ngăn kéo của bàn trà ở đây. Đây, như ở đây thì em Kiên có tới hai ngăn kéo rất lớn để sử dụng ở trong không gian phòng khách thì cũng đủ để mọi người có thể có những cái không gian để đồ rất là tiện dụng rồi. Tuy nhiên nếu như quý anh chị khách hàng nào cần thêm những cái ngăn kéo, cần thêm những cái diện tích để đồ thì mọi người hoàn toàn có thể bố trí thêm hai ngăn kéo ở hai bên hông này nữa. Đó, bố trí thêm.
để giúp cho mọi người bớt đi cái phần thiếu sót khi mà không trang bị phần mặt táp ngăn kéo. Bộ da đệm mà em Kiên trang bị trên cái sản phẩm sofa này là bộ da đệm sáng màu, và mọi người có thể thấy cái việc kết hợp giữa tông màu óc chó và kết hợp với đệm sáng màu thì nó cũng là một cái sự kết hợp nó rất là thú vị, đúng không? Nó đem đến một cái điểm nhấn nó cũng nhẹ nhàng và một chút không khí tươi mới trẻ trung. Về cơ bản thì bộ sofa này sẽ được bàn giao ngay bây giờ, bởi vì nó đã được trang bị tất cả phần đệm ngồi và tất cả những cái bộ phận cũng đã được gắn module, cũng đã được hoàn thiện những cái phần sau cuối. Và nhân đây thì em Kiên cũng xin phép được cảm ơn quý anh chị khách hàng rất nhiều vì đã luôn luôn dành sự tin tưởng, ủng hộ những đơn đặt hàng sofa dành cho em Kiên để xưởng có cơ hội được phục vụ khách hàng, được đưa những cái giá trị trọn vẹn nhất từ xưởng sản xuất những cái sản phẩm nội thất chất lượng đến tay khách hàng thân yêu. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.